Quốc Hưng và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ tư ngày 17 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Gương sáng của anh ta. Một điểm báo. Và điểm đến Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức do biên tập viên Quốc Hưng giới thiệu. Xin mời anh Quốc Hưng. Cảm ơn Khánh Hằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Năm 2024, tỉnh Ninh Thuận đề ra 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu với 36 nhiệm vụ trọng tâm đột phá, 191 nhiệm vụ cụ thể và 54 công trình dự án động lực quan trọng. Trong số 54 dự án công trình động lực quan trọng khởi công hoặc hoàn thành trong năm 2024, có 11 dự án lĩnh vực năng lượng, 21 dự án lĩnh vực công nghiệp, 5 dự án lĩnh vực du lịch và 10 dự án đô thị. Đáng chú ý, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiến hành khởi công 8 dự án năng lượng, trong đó 6 dự án điện gió, 2 dự án thủy điện với công suất 277 MW khi cơ chế đấu giá đấu thầu và giá điện được chính phủ ban hành. Đồng thời, tỉnh Ninh Thuận sẽ huy động cả hệ thống chính trị, giải quyết dứt điểm vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư kịp thời đúng quy định cho người dân, đảm bảo đúng pháp luật để đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong đó đặc biệt chú trọng các dự án trọng điểm như hồ chứa nước sông Thang, đường giao thông nối cao tốc Bắc Nam với quốc lộ 1 và cảng tổng hợp Cà Ná, đường nối Tân Sơn Đức Trọng, dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Thưa quý vị và các bạn, dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận, nhằm góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, chống ngập úng, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Với sự nỗ lực vượt khó của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án, đến nay tiến độ triển khai dự án đã đạt 82%, tiến độ giải ngân đạt 75%. Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đang nỗ lực chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án theo đúng cam kết vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Triển khai từ năm 2018 đến nay, tiến độ triển khai dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã đạt 82%, tiến độ giải ngân đạt 75%. Riêng đối với vốn đầu tư công năm 2023, chủ đầu tư đang hoàn thành thủ tục thanh toán. Trong tổng số 47 gói thầu đã hoàn thành 27 gói, 4 trên 13 gói xây lắp đã hoàn thành, còn lại 9 gói đang đẩy nhanh tiến độ. Dự án cũng đã tiến hành đấu nối nước thải đạt 10.195 trên 15.500 vị trí đấu nối, đạt 65,7%. Đến cuối tháng 1 sẽ vận hành chạy thử nhà máy xử lý nước thải Phan Rang. Khối lượng thi công chỉ còn gần 20%, tuy nhiên dự án đang gặp khó khăn trong triển khai các gói thầu trong khu dân cư và các tuyến kênh do số lượng nhà dân trong phạm vi dự án nhiều, khi thi công có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu nhà dân. Với quyết tâm, các nhà thầu đang tính toán đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo thi công để đưa dự án về đích vào tháng 6 năm 2024 như cam kết. Hiện nay chúng ta tiến độ triển khai chúng ta nó vướng nhất là vẫn là những cái tuyến kênh, nhà nó san sát sát cái tuyến mương thì chúng ta đóng cừ ép cừ thì nó cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên thì nhà thầu cũng quán triệt, nhà thầu cũng là khắc phục cái này, cũng như họ cũng có cái sự quyết tâm trong các cái giải pháp để mà ít ảnh hưởng nhất và đẩy nhanh được cái tiến độ. Đối với chủ đầu tư thì thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đối với những cái gói thầu nào mà thấy tiến độ nó chưa đạt như kế hoạch thì là thường xuyên trao đổi với nhà thầu để có thể tăng mũi thi công. Thời gian còn lại để hoàn thành dự án không còn nhiều, với sự phối hợp chặt chẽ của chủ đầu tư, nhà thầu, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, tin tưởng dự án môi trường bền vững thành phố Phan Rang Tháp Chàm sẽ hoàn thành đúng kế hoạch. Dự án hoàn thành sẽ góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần quan trọng xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh, xanh, sạch đẹp. Chuyển sang những tin tức trên lĩnh vực chuyển đổi số, đến nay tỉnh Ninh Thuận đã hỗ trợ 18 doanh nghiệp, tổ chức và cửa hàng áp dụng phần mềm quản lý bán hàng thông minh, đồng thời hỗ trợ xây dựng phát triển 14 bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm đặc thù của tỉnh.
Để đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động, được sử dụng, ứng dụng phổ biến hơn nữa, thời gian tới Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho người dân và doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tăng cường khả năng nhận biết và ứng phó của người tiêu dùng với những hành vi tiêu cực trong thương mại điện tử, khuyến khích hỗ trợ chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cải tiến mô hình sản xuất kinh doanh và thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Quảng Ngãi có 173 sản phẩm OCOP của 13 huyện, thị xã, thành phố đạt từ 3 đến 4 sao. Tỉnh đã có nhiều hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại đưa sản phẩm OCOP đến với đông đảo người tiêu dùng, góp phần phát triển bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP. Năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ gần 160 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tham gia gần 40 hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ kết nối tiêu thụ đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Quảng Ngãi tới rộng rãi các thị trường tiêu thụ trong nước, tạo hiệu ứng tích cực đến người dân và du khách tham quan mua sắm sản phẩm hàng hóa sản xuất trong tỉnh. Bên cạnh đó, sản phẩm OCOP cũng được đưa lên các sàn thương mại điện tử Vỏ Sò, Postmark, Lazada, Tiki, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn. Xác định phát triển chương trình OCOP theo hướng bền vững, lấy chất lượng và thương hiệu sản phẩm làm thước đo, tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và hướng đến xuất khẩu, góp phần đưa sản phẩm OCOP từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng hiệu quả và nâng cao giá trị, gắn sản xuất với thị trường. Bản tin tiếp tục với những thông tin trên lĩnh vực an sinh xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội, không dùng tiền mặt dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương liên quan tiếp tục triển khai việc chi trả chính sách an sinh xã hội qua tài khoản đối với người hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động khuyến khích người dân, người được hưởng chính sách xã hội tạo lập tài khoản an sinh, thực hiện chi trả qua tài khoản không dùng tiền mặt, đảm bảo thuận lợi minh bạch. Công an tỉnh tiếp tục duy trì công tác làm sạch dữ liệu dân cư, làm sạch dữ liệu thông tin người được hưởng an sinh xã hội, đảm bảo đúng đủ sạch sống. Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất để cấp tài khoản an sinh cho người dân. Nhằm giúp người nghèo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi đầm ấm, tỉnh Ninh Thuận sẽ triển khai nhiều hoạt động chăm lo giúp đỡ người nghèo thiết thực và ý nghĩa. Theo đó, triển khai thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2023-2025, Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Ninh Thuận phấn đấu bàn giao 116 căn nhà trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 để các hộ có nhà ở kiên cố, đón năm mới vui tươi, đầm ấm. Cùng với đó, tỉnh thành lập 7 đoàn thăm tặng 700 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 350 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo. Mặt trận các cấp sẽ phối hợp với chính quyền, đoàn thể tổ chức mô hình gian hàng không đồng, vận động nguồn lực thăm tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi nhà, mọi người được vui xuân đón Tết. Bộ chi Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, khánh thành và bàn giao công trình dân vận năm 2023 gắn với Ngày hội Bánh Chưng Xanh Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại thôn Nông Con, xã Đắc Dục, huyện Ngọc Hồi. Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản diễn ra sôi nổi, đầm ấm, chan chứa tình quân dân. Bên cạnh các hoạt động gói và nấu bánh chưng, bánh tét, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, người dân còn được Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa như một nhà đại đoàn kết, một con bò giống sinh sản, 600 lá cờ tổ quốc, 335 cặp bánh chưng, 30 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trao học bổng kinh phí nuôi dưỡng học tập cho các em học sinh theo chương trình Nâng bước em tới trường, mô hình con nuôi đồn biên phòng, dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Nhân dịp này, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đưa công trình nhà rông văn hóa thôn Nông Con vào hoạt động với tổng kinh phí hỗ trợ gần 145 triệu đồng và 2.000 ngày công lao động. Bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác.
Cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Thuận vừa công bố thông tin đường dây nóng để người dân và doanh nghiệp thuận lợi trong việc phản ánh, cung cấp thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đồng thời tiếp nhận ý kiến đóng góp và tăng cường sự giám sát xã hội đối với hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường, góp phần hạn chế những tiêu cực có thể phát sinh. Theo đó, mọi thông tin phản ánh về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được Cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận tại địa chỉ đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại đường dây nóng: ông Trần Kiều Hưng, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại 0935 038 979. Số hotline Ban chỉ đạo 389 tỉnh Ninh Thuận 0853 474 085. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động. Các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động tổ chức thanh tra kiểm tra chuyên ngành theo quyết định 1673 ngày 4 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng trong tháng 5 năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra liên ngành chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức tiến hành tự thanh tra kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động và xây dựng các phương án giải pháp khắc phục phù hợp. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024. Chuyển sang những tin tức trên lĩnh vực an ninh trật tự và công tác phòng ngừa cháy nổ. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận vừa phối hợp Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trục xuất hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Trước đó, đầu tháng 1 năm 2024, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận và Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm phát hiện hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hai người này đang lưu trú trên địa bàn phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Từ kết quả xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận đã đề xuất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh theo quy định của pháp luật. Ngoài bị xử phạt mỗi người 4 triệu đồng, hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc còn bị áp dụng hình phạt bổ sung trục xuất ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Là địa bàn chiến lược phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa, những năm qua tốc độ phát triển kinh tế xã hội của huyện Vạn Ninh luôn đạt và vượt mục tiêu đặt ra. Đời sống người dân ngày càng ổn định, trở thành điểm đến thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, kéo theo đó là yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là tội phạm ma túy hoạt động dưới nhiều hình thức tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Do đó, đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công an huyện Vạn Ninh triển khai trong đợt ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sau 15 ngày ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an huyện Vạn Ninh đã phát hiện bắt giữ 2 vụ, 6 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 36 gram ma túy các loại và nhiều mẫu vật khác nghi là ma túy. Trước tình hình phức tạp của tội phạm ma túy, ngoài quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh, Công an huyện Vạn Ninh đẩy mạnh công tác phòng ngừa, trong đó có phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Chúng tôi tập trung đấu tranh, triệt phá các điểm tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng cường triển khai các hoạt động nghiệp vụ để quản lý chặt các đối tượng nghiện ma túy ở trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn để đẩy nhanh tốc độ hoàn chỉnh các hồ sơ để đưa đối tượng nghiện ma túy đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc. Và chúng tôi coi đây là một trong biện pháp quan trọng để phòng ngừa chủ động. Từ đầu tháng 12 năm 2023 đến nay, Công an huyện Vạn Ninh đã gọi hỏi răn đe 315 trường hợp đối tượng có liên quan đến an ninh trật tự và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 9 đối tượng trên địa bàn. Thể hiện sự quyết tâm cao của chính quyền địa phương và lực lượng công an nhằm làm sạch địa bàn, triệt tiêu điều kiện xã hội làm phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, lượng hàng hóa tập trung về các chợ nhiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ đang được các ngành chức năng, ban quản lý các chợ và tiểu thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chú trọng, ghi nhận tại huyện Buôn Đôn. Chợ huyện Buôn Đôn có hơn 200 tiểu thương kinh doanh buôn bán. Thời điểm cuối năm, các mặt hàng tại chợ đa dạng, phong phú, trong đó có nhiều mặt hàng dễ cháy như vàng mã, vải, quần áo, giày dép, hàng khô được nhập về với số lượng lớn.
Do đó, Ban Quản lý chợ thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tuyên truyền cho tiểu thương các quy định về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra. Trên địa bàn huyện Buôn Đôn có 6 chợ đang hoạt động. Chính quyền các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân thận trọng trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị tiêu thụ điện, chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại nơi kinh doanh, yêu cầu các ban quản lý chợ niêm yết nội quy phòng cháy, chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi có nguy cơ cháy nổ. Trước hết là thu dọn các hành lang để đảm bảo an toàn cho phòng cháy nếu có chuyện xảy ra. Và huyện đã chỉ đạo và đã chi ngân sách để chuẩn bị làm các trụ và hệ thống nước và trụ truyền nước để khi có sự cố xảy ra thì người dân và các tư thương là chủ động xử lý trước. Để đảm bảo an toàn trong phòng chống cháy nổ, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, mỗi hộ kinh doanh, tiểu thương và người dân khi tham gia mua sắm cần nâng cao ý thức, tích cực thực hiện công tác phòng ngừa cháy nổ để bảo vệ tính mạng, tài sản cho mình và mọi người. Vừa rồi là bản tin thời sự, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động. Vừa rồi là những thông tin về dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Khánh Hằng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một gương sáng quanh ta. Xin mời Khánh Hằng. Cảm ơn anh Quốc Hưng. Thưa quý vị và các bạn, ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước, không ai không biết ông Châu Văn Năng. Từ một hộ nghèo, ông Năng đã trở thành một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Không những thế, ông Năng còn hỗ trợ vốn kỹ thuật trồng măng tây xanh cho gần 30 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, giúp bà con vươn lên, ổn định cuộc sống. Có 1 hectare đất cát. Trước đây, gia đình ông Châu Văn Năng trồng hành, ớt, cải trắng, cà rốt. Do năng suất thấp, bấp bênh về đầu ra nên hiệu quả không cao. Năm 2010, ông Năng quyết định chuyển một sào đất sang trồng măng tây xanh và áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm. Cây măng tây xanh tỏ ra phù hợp với chân đất, phát triển tốt và cho thu hoạch từ 7 đến 10 kg mỗi ngày. Với giá bán từ 45 đến 50 ngàn đồng một kg, đã giúp gia đình ông Năng có lãi từ 300 đến 400 ngàn đồng mỗi ngày. Cây trồng trước thì cải, cây ớt, tất cả cái đó thì đầu ra nó khó quá. Bây giờ hiện giờ là đầu tư chính là măng tây, hai cái đó với chăn nuôi để lấy phân bò, lấy thức ăn gốc măng tây, mình làm trà không hết thì mình đưa cho bò ăn thôi. Hiện ông Châu Văn Năng đã chuyển toàn bộ diện tích đất của gia đình sang trồng cây măng tây xanh. Mỗi ngày thu hoạch luân phiên khoảng 50 kg măng tây xanh, có thời điểm thu hoạch gần 100 kg mỗi ngày, qua đó mang lại thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi tháng. Từ một hộ nghèo của địa phương, nhờ trồng măng tây xanh, gia đình ông Năng đã thoát nghèo, xây được ngôi nhà khang trang và nuôi con ăn học đàng hoàng. Ông rất là coi như là luôn luôn đi đầu về cái công nghệ. Ông còn mở rộng thêm cái mô hình vui chơi, giải trí cho bà con ở đây như mở sân bóng đá rồi nước giải khát. Có của ăn của để, ông Châu Văn Năng đã hỗ trợ vốn kỹ thuật chăm sóc măng tây xanh cho gần 30 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, đồng thời mở đại lý thu mua măng tây xanh thương phẩm để phân phối cho các tỉnh thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động ở địa phương. Làm được 3 năm rồi. Chị làm để đi bỉ măng là 4 giờ rưỡi chị đi, rồi 9 giờ về là được một buổi gì là một được 120. Rồi chiều là chị làm công việc tí dọn măng này, ấy đồ là được 85 ngàn nữa. Đó, vậy là một tháng vậy chị cũng được 5 triệu mấy. Với sự nỗ lực vượt khó, nhạy bén trong làm ăn, ông Châu Văn Năng đã trở thành nông dân sản xuất giỏi, được Hội Nông dân Việt Nam biểu dương là nông dân điển hình tiên tiến. Vừa rồi là một gương sáng của anh ta. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay, biên tập viên Quốc Hưng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời anh. Cảm ơn Khánh Hằng.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục điểm báo sáng nay là bài viết trên tờ Đại biểu Nhân dân với nhan đề Niềm tin kinh doanh đang trở lại. Theo bài báo, trong bối cảnh thế giới nhiều biến cố, nhưng vai trò của Việt Nam không ngừng được củng cố trên trường quốc tế. Các doanh nghiệp cho rằng đây là thời điểm vàng của cải cách giải quyết triệt để những vấn đề nội tại của nền kinh tế. Do đó, doanh nghiệp đề xuất Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công để nâng cao chất lượng các cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia và cơ sở hạ tầng kết nối, nhằm tạo ra năng lực cạnh tranh dài hạn, trọng tâm phát triển nhân lực công nghệ cao, đặc biệt nhân lực cho hệ sinh thái bán dẫn và các xu hướng công nghệ xanh, số, hiện đại, để tận dụng cơ hội do sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị của thế giới đem lại. Tiềm năng kiếm bộn tiền từ tín chỉ carbon là nhan đề bài viết trên báo Tiền Phong. Theo bài báo, tính đến năm 2022, Việt Nam nằm trong nhóm 20 nước có tốc độ tăng trưởng phát thải carbon cao nhất thế giới. Vừa qua, Ngân hàng Thế giới WB đã chi 51,5 triệu USD, khoảng 1.200 tỷ đồng để mua 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng tại các tỉnh Bắc Trung Bộ trong giai đoạn 2018-2024. Đây là một tín hiệu tích cực trong việc thúc đẩy lập sàn giao dịch carbon vào năm 2025, tạo nguồn tài chính cho Việt Nam. Các chuyên gia nhận định ngành chăn nuôi Việt Nam tiếp cận rất sớm với việc cung cấp tín chỉ carbon, phát thải chăn nuôi chiếm gần 20% phát thải của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay giá thành các sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam cao hơn các nước khác nên khó cạnh tranh. Nếu hình thành được thị trường tín chỉ carbon, Việt Nam sẽ có nguồn tài chính để đầu tư lại khắc phục được câu chuyện kinh tế tuần hoàn phát triển xanh bền vững. Theo thông tin từ bài viết trên báo Đại Đoàn Kết, Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải thí điểm mô hình thiết kế hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo. Theo mô hình đầu vào ETC, đa làn tự do không có barrier, đầu ra ETC, đơn làn có barrier và không có làn thu phí hỗn hợp. Ngoài ra, tại điểm nối tiếp giữa hai dự án cao tốc sẽ được lắp đặt giá Long Môn để phân tách thu phí giữa các đoạn tuyến phục vụ đối soát hậu kiểm khi tổ chức thu phí kín liên thông trên toàn tuyến cao tốc. Để bảo đảm công tác thí điểm với mô hình thu phí, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị vận hành thu phí, đơn vị vận hành hệ thống giao thông thông minh, các nhà cung cấp dịch vụ phối hợp xây dựng các kế hoạch triển khai thí điểm, quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố, quy chế đối soát phối hợp giữa các bên, bảo đảm chặt chẽ hài hòa lợi ích và sẵn sàng xử lý các tình huống trong quá trình vận hành khai thác thí điểm. Một điểm báo tạm dừng tại đây. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời Khánh Hằng. Cảm ơn anh Quốc Hương. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến thăm phòng tranh của họa sĩ Chế Kim Trung ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Và các bạn đến với chuyên mục giới thiệu điểm đến Ninh Thuận. Hôm nay Lan Vy sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn phong tranh của nữ họa sĩ người dân tộc Chăm Chế Kim Trung tại số nhà 344 đường Ngô Gia Tự, khu phố 1, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Đây là phong tranh duy nhất tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận với những tác phẩm mang cách độc đáo về phản ánh đời sống, phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc Chăm. Và đây cũng là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước khi đến với vùng đất Ninh Thuận. Vậy phòng tranh có gì đặc biệt? Hãy cùng Lan Vy chúng ta cùng khám phá nhé! Phải chứng kiến tận mắt những bức tranh như thế này thì Vy cảm giác như là mình đang đứng ở trong một không gian của văn hóa Chăm và rất là độc đáo với những gam màu nóng màu lạnh phối hợp với nhau và những chất liệu khác đang xen vào nhau, cảm thấy rất là tuyệt vời đó các bạn à. Và kế bên Vy đây chính là thạc sĩ họa sĩ Chế Kim Trung. Đây là phòng tranh của cô và cô có thể cho em biết là phòng cảm nhận về phòng tranh này như thế nào ạ? Tôi thể hiện cái phòng tranh này mong muốn để mà chuyển tải một cái nét đặc trưng văn hóa vùng miền của mình, đặc biệt là văn hóa của dân tộc Chăm,
để cho du khách đây đó trong và ngoài nước đến tham quan, triển lãm, thưởng ngoạn được nét đặc trưng và khai thác sâu về cái mảng đề tài của văn hóa Chăm và đi sâu về cái ngôn ngữ tạo hình mỹ thuật. Theo Lan Vy biết là phòng tranh của họa sĩ Chế Kim Trung có rất nhiều tác phẩm được giải cao, thì họa sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết được không ạ? Từ khi mà Chế Kim Trung sáng tác về đề tài văn hóa Chăm và đi sâu vào bản mỹ thuật và đi sâu vào các chất liệu sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, lụa, thuốc nước, Chế Kim Trung nhận được 28 giải thưởng cấp khu vực và toàn quốc. Theo như Lan Vy biết là phòng tranh của họa sĩ Chế Kim Trung được là điểm đến coi như là quảng bá du lịch của tỉnh nhà. Vậy cảm xúc của họa sĩ được như thế nào ạ? Là một cái điểm đến để cho du khách đông đây đó trong và ngoài nước đến được, tham quan được, triển lãm được, thì tôi cảm giác rất là hạnh phúc, rất là tạo động lực cho tôi càng nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hơn nữa và tiếp sức cho tôi càng đam mê, nhiệt huyết để mà sáng tạo ra nhiều tác phẩm mới, lạ, độc đáo. Giới thiệu đôi nét về bản thân không ạ? Em tên là Nguyễn Hoàng Bảo Uyên ạ. Và em ở huyện Ninh Hải ạ. Bạn có thể cho Lan Vy biết lý do bạn đến phòng tranh này là gì không ạ? Em biết đến phòng tranh này là lâu rồi. Và bây giờ em mới có dịp đến đây để chứng kiến được cái phong cảnh và những cái đời sống của người Chăm thế nào ạ. Phong tục tập quán của họ ạ. Bạn có thể cho Vy biết là nét độc đáo của văn hóa Chăm ở phòng tranh này như thế nào ạ? Phong cách bố trí rất là đẹp và sặc sỡ ạ. Và phong tục người Chăm được cô Chế Kim Trung vẽ rất là đẹp, đặc sắc và đẹp và màu sắc rất là tươi. Thưa quý vị và các bạn, mục giới thiệu điểm đến Ninh Thuận của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đến đây tạm dừng. Lan Vy hy vọng sẽ đem đến cho mọi người những địa điểm quen thuộc nổi tiếng và khi đến vùng đất Ninh Thuận này nhé. Và bây giờ, Lan Vy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay xin được khép lại tại đây. Khánh Hằng và Quốc Hương chúc quý vị và các bạn có một ngày mới làm việc nhiều niềm vui. Và sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 17 tháng 1 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ.
Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động.